Vụ nam sinh mất tích khi đi nhập học, thi thể thấy trên sông, dân mạng tìm ra Facebook, gửi lời chia buồn. Mới đây, nhiều cư dân mạng đã tìm ra trang Facebook cá nhân của Nghĩa và để lại những bình luận mong chàng thanh niên trẻ tuổi sẽ ra đi thanh thản. Vụ việc nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, mất tích khi đi từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học. Sau đó, thi thể em được tìm thấy trên sông Sài Gòn, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Trước sự mất mát quá lớn, nhiều người đã gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình Nghĩa ở quê nhà. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tìm ra trang Facebook cá nhân của Nghĩa và để lại những bình luận mong chàng thanh niên trẻ tuổi sẽ ra đi thanh thản. Qua những gì Nghĩa chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy Nghĩa gần như không đăng tải hình ảnh cá nhân của mình. Đa số những bài viết xuất hiện trên trang cá nhân là các video, hình ảnh hài hước đều được Nghĩa chia sẻ lại từ các fanpage. Ở bài chia sẻ mới nhất của Nghĩa, nhiều người đã để lại những bình luận thể hiện niềm tiếc thương, mong Nghĩa sẽ ra đi thanh thản sau sự việc đau lòng vừa qua. Mấy ngày nay cứ toàn theo dõi tin của em, dù không biết em nhưng xót xa quá Nghĩa ơi, em ra đi thanh thản nha. Chưa từng gặp Nghĩa, cũng không biết tính cách Nghĩa thế nào, nhưng nghe tin đột ngột chỉ biết xin chia buồn cùng gia đình, người thân về sự ra đi của Nghĩa. Mới hôm nào còn nhắn tin nói chuyện với nhau, vậy mà từ nay sẽ không còn được như vậy nữa. Đi thanh thản nhé, ở thế giới khác phải luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Như tin đã đưa, Nghĩa là sinh viên năm nhất vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh mất tích từ ngày 12 tháng 2. Đến rạng sáng ngày 15 tháng 2, thi thể của nam sinh này được tìm thấy trên sông Sài Gòn. Cùng ngày 15 tháng 2, qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên Nghĩa tử vong là do ngạt nước và trên cơ thể sinh viên này cũng không có thương tích. Đồng thời, cơ quan công an xác định không có dấu hiệu của một vụ án mạng. Vì vậy, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao thi thể nam sinh viên cho công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng 2 đến 3 ngày trước đó, trên người không có thương tích. Nguyên nhân tử vong của nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.